Chào các bạn, cua hoàng đế là món ăn đắt đỏ đang dần phổ biến tại Việt Nam, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nghề đánh bắt các con cua này như thế nào nhé. Mặc dù nghề đánh bắt cua Alaska thương mại được đánh giá là một trong những nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận khá cao cho những người có kỹ năng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có sự kiên trì, kinh nghiệm, kiên trì và một chút may mắn, về tàu đánh bắt và thuyền viên. Đối với ngư dân sẵn sàng mạo hiểm vùng biển lạnh, thuyền đánh bắt cua hoàng đế là ngôi nhà, người bảo vệ, nguồn của cải và nơi cư trú của họ. Những chiếc tàu đánh cá này thường có chiều dài từ 50 đến 300 feet và chúng được trang bị hệ thống thủy lực khổng lồ để quản lý các bẫy bắt cua, có thể nặng tới 700 pound. Các hệ thống thủy lực thả và nâng bầu này cũng được thiết kế để chống chọi với thời tiết băng giá của Alaska một chiếc thuyền và thủy thủ đoàn của thường ra khơi từ 3 đến 4 tuần săn bắt cô hoàng đế một lần trước khi quay trở lại bờ. Khoảng 10 năm trước, đánh bắt cô hoàng đế được tiến hành như cạnh tranh gay gắt. Hơn 250 thuyền đăng ký cùng một lúc tham gia đánh bắt cua hoàng đế từ 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên, do nguồn cung giảm, giá bán buôn cô hoàng đế thấp hơn và mối nguy hiểm liên quan đến đánh bắt cua hoàng đế, thời gian đánh bắt đã được kéo dài để ngăn chặn đánh bắt theo kiểu nhiều cạnh tranh. Ngày nay, chỉ có khoảng 100 thuyền đánh bắt cua hoàng đế, trên bông, có nhiều thành viên giúp tàu đánh bắt cua hoàng đế thực hiện nhiệm vụ của mình. Việc bắt cua hoàng đế, mặc dù mùa vụ sẽ phụ thuộc vào các hướng dẫn đánh bắt hoặc hạn ngạch được trong năm, đánh bắt cua hoàng đế diễn ra trong các tháng mùa đông từ tháng 10 đến tháng 1, khi đi đánh bắt cua hoàng đế Alaska, hầu hết ngư dân sử dụng một cái bẫy bằng thép, không được làm bằng lưới thép những chiếc bẫy này có thể nặng từ 600, 800 bao mỗi chiếc. Tùy thuộc vào kích thước của tàu đánh cá, các thuyền sẽ có từ 150 đến 300 bẫy mỗi thuyền. Tàu đánh cá lớn hơn từ 100 feet trở lên trung bình khoảng 250 cái, bẫy được coi là ít gây thiệt hại hơn thiết bị di động vì chúng nằm ở một vị trí và không ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của đáy biển. Ngoài ra, các và trầm tích mềm nơi cua cư trú ít bị ảnh hưởng bởi các bẫy cua hoàng đế lớn hơn các dạng sinh cảnh khác khi đánh bắt những người câu cô hoàng đế thích đi sát mép băng vì cô hoàng đế thích nhiệt độ nước đóng băng loại mồi điển hình được sử dụng để nhử cô hoàng đế là cá trích hoặc cá tuyết các thuyền viên đặt mồi vào bên trong bẫy và sau đó hạ nó xuống đáy biển bằng hệ thống thủy lực mạnh mẽ những chiếc bẫy này thường được đặt thẳng hàng để dễ dàng kéo chúng lên lại với vị trí của chúng được đánh dấu trên mặt nước bằng phao sau một hai ngày ở biển bẫy được nâng lên trở lại bề mặt và được phân loại trên thuyền, nó được dỡ xuống một khu vực phân loại chung, nơi các thuyền viên xác định cô hoàng đế trong phạm vi được bắt. Những con không đạt yêu cầu sẽ được đưa trở lại nước. Phần còn lại được giữ lại sẽ nghề đánh bắt cô hoàng đế. Đánh bắt cô hoàng đế là một trong những nghề rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nghề này đã trở nên an toàn hơn do động thái cấm đánh bắt cá kiểu cạnh tranh, nơi các thuyền viên sẽ không còn rút lớp đầy hạng ngạch trong vài ngày. Khoảng 30 năm trước nghề đánh bắt của hoàng đế là một trong những nơi làm việc được trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ. Vào đầu những năm 80, trong thời kỳ bùng nổ đánh bắt của hoàng đế, các chủ thuyền kiếm được từ 1 đến 2 triệu đô la một mùa và những thuyền viên thu về từ 60 đến 70 ngàn đô la mỗi lần. Ngày nay, cấu trúc vẫn tương tự, nhưng doanh thu đã thay đổi, thuyền viên nhận phần trăm tổng sau khi trừ đi số tiền của chủ thuyền, tỷ lệ này trung bình vào khoảng 8% đến 10% những thuyền viên có kinh nghiệm nhận được một số tiền cố định hàng ngày dựa trên thời gian của họ trên thuyền. Những thuyền viên mới thường kiếm được 5% tổng sản lượng khai thác, trở thành một người câu cua hoàng đế bắt đầu bằng một bài kiểm tra sức khỏe. Điều này rất quan trọng vì an toàn vật lý sẽ gặp rủi ro khi nhiệt độ lạnh, biển động và thiết bị công kênh. Những người đánh bắt cua cũng sẽ trải qua một khóa học bắt buộc về thuyền đánh bắt cua hoàng đế về cách làm việc trên một chiếc thuyền.